Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu về dòng Taco Toner 800. Về tổng thể cái xe, nội thất xe hai ghế, đồng hồ, cần số, nhạc USB 13, đài FM, quạt gió, mùi thuốc, trang bị bình chữa cháy, con đội. Xe có kích thước thùng là 2m2, động cơ dung tích xi lanh là 1051, 5 tiếng một lùi. Xe này ưu điểm là hốc hẻm nhỏ, bo cua dễ. Thứ hai là thương hiệu Taco. Thứ ba là xưởng dịch vụ cả nước, phụ tùng đầy đủ. Xe có bánh lốp là 5.012, trang bị một bình ắc quy 12V. Xe này thay thế cho cái dòng xe ba gác đang cấm. Xe cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, 100 cây khoảng 5.5 lít đến 6 lít, tùy theo cách chạy và địa hình và hàng hóa trên xe. Tải trọng là 990 kg, thùng mùi bạc thì được 900 kg, thùng kính thì 850. Giá xe thùng lửng hiện tại là 187 triệu. Rồi, ai có nhu cầu mua xe Taco Toner 800A liên hệ 0938 809 634, gặp Khánh Trường Hải, Bình Thuận.